Rồi tặng quà nhau đi cưng. Dạ, mình có quà tặng bạn. Dạ vâng, em cũng có quà tặng anh. Em có cái món quà là hai cái món quà này em có ý nghĩa của mỗi cái khác nhau. Dạ. Cái đầu tiên là cái quyển nhật ký. Thì trên cái quyển nhật ký này em tâm đắc nhất là cái câu là đừng cố gắng là một người đàn ông thành công mà hãy cố gắng là một người đàn ông có giá trị. Thì em muốn gửi đến anh giống như là những cái điều trong đây, trong cái sổ này em đã ghi sẵn ra những cái điều mà em muốn gửi đến anh. Dạ, để em gửi anh. Còn cái album thứ hai mà em muốn tặng anh thì mang ước ý nghĩa là khi mà bạn yêu một ai đấy thì đồng nghĩa với việc là bạn muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc. Nhưng khi cái hạnh phúc đấy lại đôi khi lại không có bạn. Thì nếu như mà hôm nay anh với em có duyên rồi mà không có nợ thì anh hãy lấp đầy những cái hạnh phúc riêng của anh vào đây mặc dù nó không có em. Còn nếu như mà mình có duyên mà có nợ thì mình hãy lấp đầy vào đây. Dạ, cảm ơn. Dạ, em... Trời ơi. Rồi nè, bạn nói lý do sao bạn tặng con gối bông con heo. Dạ, con heo là biểu hiện cho tuổi của em. Em sinh năm 1995, con heo. À. Mỗi tối bạn nhìn bạn nhớ đến em. Ừ, đó phải nói cho rõ. Dạ, ừ. Dạ. Em phải ôm cái con heo này để nhớ đến anh. Rồi, thôi hai đứa ngồi ghế tâm sự đi nào. Trời ơi, thương, để đập ra đi em. À, em cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên thì em thấy anh thì anh bảo anh hơi rụt rè nhưng mà cũng có chút rụt rè trong đấy đấy. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, hơi nhìn da trắng, tóc ngắn. Nói chung là ok. Có giống trong tưởng tượng của anh không? giống đó, cũng giống như trong cái bio mà anh đang ghi trong chương trình đó. À. Mời bạn nam. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Võ Công Lý, hiện đang công tác và làm việc tại công ty thép Vinakiway, tinh thần thép. Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa là Lý làm ở thép Vinakiway luôn hả? Dạ đúng rồi chị Hồng Vân. Wow, em trời ơi, vậy là tinh thần thép. Bữa nay là em khó tránh khỏi rồi nghe. Rồi còn em giới thiệu luôn nè. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Em đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi. Công việc của em là nhân viên kinh doanh bên bảo hiểm phi nhân thọ. Anh ơi, em bán bảo hiểm xe máy, xe ô tô, tài sản. Dự kiến thì em sẽ bán thêm bảo hiểm tình yêu nha anh. Bảo hiểm tình yêu nữa. Ảnh hưởng nghề nghiệp ha. Thôi, em nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho mình, cho đàn gái nghe đi em. Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, hòa đồng, cởi mở. Không hút thuốc, có nhậu nhưng mà nhậu tầm 3-4 lon là quá cần câu rồi. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là rụt rè, nhút nhát trước đám đông. Hơi nhát gái xíu, nhát gái xíu. Còn em thì sao? Dạ, em thì ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng, khi nào cũng cười hết anh ơi. Còn nhược điểm của em thì em hơi nóng tính và hay suy diễn. Dạ. Hay suy diễn hả? Dạ. Chà, cái suy diễn hơi bị mệt mỏi đó nha. Dạ, vâng. Suy diễn theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Dạ, tiêu cực nhiều hơn. Tiêu cực nhiều hơn hả? Dạ. Wow. Rồi, nếu như vậy thì là em nói luôn về tình yêu của em đi. Mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em là quen nhau được 6 năm, từ năm cấp 3 tới khi đại học, học xong đại học và đi làm một năm thì không hợp thì chia tay. Và mối tình thứ hai thì quen nhau gần một năm thì không hợp thì không hợp hay là tại mình suy diễn nhiều quá rồi mình ghen tuông? Dạ, rồi không, mối tình thứ hai là không hợp. Hợp rồi mà bạn trai, em hãy nói chút xíu về tình trường cho bà nàng gái nghe. À, tình trường của em thì chính thức là không có ai hết. Của em đó thì chưa có để ý một cô gái nào chân hả? Em có để ý mà mối tình đơn phương hồi năm lớp 12 mà chắc giờ bạn nữ chắc cũng đi lấy chồng rồi. Mà không có nói hay sao? Không nói, lúc đó nhát gái quá. Giờ còn nhát không? Không, giờ lên đây là tấn công luôn. Tấn công đúng không? Có nắm tay con gái lần nào chưa? Chưa anh. Chưa. Có hung chưa? Chưa hung luôn. Có coi phim cảnh hung luôn không? Hả? Wow. Có coi phim cảnh hung luôn. Lúc mà coi phim cảnh hung thì có cảm giác sao? Lúc mà coi phim cảnh hung em bấm qua đoạn khác. Lạ ta.
giới tính cũng hơi lững lơ chút à? Không, nhưng mà em thẳng hoàn toàn. Chắc không? Chắc. Rồi đàn gái thế nào? Thì bây giờ đàn gái nghe như vậy thì cũng bị sút mồ hôi nè. Bên đây mồ hôi quá trời luôn nè. Chút xíu mình sẽ test thử cái cảm giác của mình khi mà mình nhìn thấy người ấy, là mình cảm nhận được liền là người ấy là ai. Yeah. Rồi à, còn bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em thì là em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ. Yeah. Hình mẫu lý tưởng bạn trai của em á, thì bạn đừng hút thuốc. Bạn có thể nhậu được, nhưng mà bạn biết kiềm chế, biết điểm dừng. Thứ hai nữa là bạn phải có tinh thần cầu tiến, tính tự lập, biết nấu ăn. Ví dụ như là khi mà bạn kết hôn rồi thì bạn lấy vợ bạn đi công việc hoặc như nào đấy thì bạn có thể tự lo được. Dạ, dạ em chào anh. Chào em gái, dễ thương, trắng tươi à. À em, nhưng nếu như bây giờ dịch, hai đứa tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu em cho đàn trai bước tới? Dạ em khi nào cũng có tinh thần sẵn sàng hết rồi. Ồ, sẵn sàng hết. Dạ. Rồi. Nhưng mà năm nay bên nhà trai nó nhiêu tuổi quên rồi. Em 25 tuổi anh Quỳnh Linh. Trời ơi, nhưng rất mà tuổi nha. 25 nhưng mà chững chạc quá à, thiệt luôn á. Nhìn không có nghĩ là cái số tuổi là 25 mà phải là chững chạc hơn. Dạ. Em nói gì cho chị Vân biết là cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào đi. Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là bạn gái dễ thương, ngoan hiền, biết quan tâm chia sẻ công việc. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay cảm rạm vậy đó. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc là mình muốn tìm một cái nửa của mình rồi, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, tới lúc hôm nay em đi với ai vậy? Em đi với mẹ và các anh đồng nghiệp ở nhà máy em. Chào mẹ. Dạ. Dạ xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Công Lý. Ưu điểm của Công Lý là cũng biết lo lắng cho gia đình. Khuyết điểm của Công Lý có cái là nhiều cái hay hơi ngủ hơi hay muộn, ngủ nướng. Và mẹ thấy cô gái bên đây cũng rất dễ thương và cũng hợp với con, thấy có gương mặt khu thê ấy. Nếu mà hai con có duyên với nhau á thì cho nhau cơ hội và hướng đến tương lai. Bây giờ hỏi sếp chút xíu đi. Dạ, thì mình tên là Lương Quốc Phi, cấp quản lý trực tiếp của Võ Công Lý đây. Thì trước tiên có lời chào đến hai MC rất là thân thiện là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Rồi, cũng như gửi lời chào tới tất cả hai bên gia đình và tất cả khán giả có trong mặt trong trường quay hôm nay. Trước tiên cũng xin cảm ơn đến tất cả ekip của chương trình, cũng như cảm ơn đến cái công ty VinaKeyway đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Yeah. Thì cũng xin chia sẻ một xíu xíu là công ty thép VinaKeyway thì là công ty chất lượng hàng đầu ở Việt Nam về cái lĩnh vực thép xây dựng. Và cũng một cái minh chứng là mới tuần trước đây thì đạt được cái sản lượng là 10 triệu tấn sản phẩm. Rồi thì cũng quay lại chương trình thì cũng có nhận xét về em Lý này, thì thật ra là em Lý thì cái tính thì hơi nhút nhát. Còn về bạn gái bên đây thì thấy bạn gái cũng rất là xinh xắn. Thì thật ra thì sau khi mở bức màn ra thì hai bạn cảm nhận về nhau thì sẽ cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. À, xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với sếp và các anh chị đồng nghiệp của em ạ. Xin chào MC Quỳnh Linh và Hồng Vân. Chào tất cả khán giả trên khán phòng. Chào hai em. Tôi là Vũ Anh Hoàng, sếp trực tiếp của em Hạnh. Dạ. Em Hạnh là một người thẳng tính, vui vẻ, hòa đồng và giúp đỡ mọi người. Trong công việc thì cũng làm rất là tốt. Nhưng mà còn cái khuyết điểm thì như nãy em Hạnh cũng đã nói rồi, đôi khi là hơi nóng tính. Còn tôi thấy hai em ở đây thì chắc là cái chuyện này thì thôi của em sẽ quyết định được thôi khi em gặp. Rồi, rồi. Mở rào ha. Mở rào. Rồi mở rào. Hết sức bình tĩnh nha. Ừ. Nhớ nha em, tinh thần thép nha. Rồi tặng quà nhau đi Tư. Dạ, em cũng có quà tặng anh. Em có cái món quà là hai cái món quà này em có ý nghĩa của mỗi cái khác nhau. Dạ, cái đầu tiên là cái quyển nhật ký. Thì trên cái quyển nhật ký này em tâm đắc nhất là cái câu là đừng cố gắng là một người đàn ông thành công, mà hãy cố gắng là một người đàn ông có giá trị. Thì em muốn gửi đến anh giống như là những cái điều trong đây, trong cái sổ này em đã ghi sẵn ra những cái điều mà em muốn gửi đến anh. Dạ, để em gửi anh. Còn cái album thứ hai mà em muốn tặng anh thì mang ước ý nghĩa là
khi mà bạn yêu một ai đấy thì đồng nghĩa với việc là bạn muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc. Nhưng khi cái hạnh phúc đấy lại đôi khi lại không có bạn. Thì nếu như mà hôm nay anh với em có duyên rồi mà không có nợ thì anh hãy lấp đầy những cái hạnh phúc riêng của anh vào đây mặc dù nó không có em. Còn nếu như mà mình có duyên mà có nợ thì mình hãy lấp đầy vào đây. Dạ, cảm ơn. Dạ, em... Trời ơi. Rồi nè, bạn nói lý do sao bạn tặng con gối bông con heo. Dạ, con heo là biểu hiện cho tuổi của em. Em sinh năm 1995, con heo. À. Mỗi tối bạn nhìn bạn nhớ đến em. Ừ, đó phải nói cho rõ. Dạ, ừ. Dạ. Em phải ôm cái con heo này để nhớ đến anh. Rồi, thôi hai đứa dạ. Ngồi ghế tâm sự đi nào. Trời ơi, thương, để đập ra đi em. À, em cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên thì em thấy anh thì anh bảo anh hơi rụt rè nhưng mà cũng có chút rụt rè trong đấy đấy. Dạ. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, hơi nhìn da trắng, tóc ngắn. Nói chung là ok. Có giống trong tưởng tượng của anh không? giống đó, cũng giống như trong cái bio mà anh đang ghi trong chương trình đó. À, giống cái suy nghĩ. Ồ, vậy đó hả? Như vậy là cỡ giống được bao nhiêu phần trăm? Dạ, cũng 70% như vậy. 70% hả? Dạ. Hồi nãy em nghe không rõ là anh làm ở đâu ạ? À? Hiện tại là anh đang ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Anh ở Vũng Tàu. Em thì em ở Biên Hòa. Thì nếu như mà quen nhau thì bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ? À? Hai lần trên một tuần. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Thời gian làm việc của em thì cũng thoải mái. Em hỏi anh chút xíu là anh có tự lập và biết nấu ăn không ạ? Nấu ăn thì anh nấu nhiều lắm. Giống như là mì tôm nè, chiên trứng nè. Dạ. Thôi nấu gì nữa, ăn gì nữa. Được rồi. Bây giờ nè, bây giờ em tiến tới ha, em nắm tay bạn gái, em hát cái bài gì đó gọi là đông đầy cảm xúc gì đó. Rồi rồi ha, tiến tới mạnh mẽ lên nào. Dạ. Dân chơi mà. Em cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Chưa, nắm y nguyên luôn, nắm y nguyên, nắm hoài luôn. Đứng nắm tay luôn, nắm chặt chưa buông. Nắm đi, giờ nói nè, em cảm nhận nãy giờ như thế nào? Em á. Chứ ai nữa. Em cảm thấy bàn tay mềm mại, ấm áp. Dạ. Em có thích không? Cũng thích anh. Thích hả? Dạ. Em muốn mời bạn đi du lịch Vũng Tàu không? Nếu mà bạn có thời gian rảnh thì mình sẽ làm tài xế bạn trẻ đi mình đi Vũng Tàu. Em dạ. Tưởng tượng một buổi gặp đầu tiên thế nào, tả cho bạn gái nghe giống như em nói anh tưởng tượng trong mơ mình gặp người yêu thế nào đó. Nói chung là ngày đầu tiên đi chơi thì anh sẽ dẫn em đi uống cà phê, đi ngắm biển rồi đi tắm biển. Mùa này đi Hải Đăng cũng đẹp lắm em. Anh ơi, nếu như đi Vũng Tàu mà em không biết bơi thì sao anh? Anh cũng đâu biết bơi đâu. Anh cũng đâu biết bơi đâu. Vậy thôi mình đi chỗ khác đi anh. Yeah. Bây giờ là gì nè, em nói với bạn gái đi, nếu mà sau này mình cưới nhau về thì tiền bạc ai giữ, rồi mình thích con trai hay con gái, nó trao đổi luôn đi. Nếu mà cưới nhau về thì anh sẽ nhường số phần tiền đi làm lại cho em. Bao nhiêu phần trăm anh? Chắc 90%. Rồi em nghĩ khoảng 70% là được. Phần còn lại anh nên giữ để trang trải, ví dụ như là những cái cần lúc. Dạ. Không cần. Dạ. Em thích trai hay gái? Em dĩ nhiên là thích gái rồi anh. Hỏi bên kia kìa. Dạ, dạ em, anh là thích em rồi đó. Thích em rồi đó. Anh hỏi em, đúng rồi. Em hỏi là sinh con đó. Nhưng mà em sau thích... này là lúc mà sinh con á, thì là em thích có con trai con gái, em tâm sự với bạn. Đúng đi. Rồi. Nếu em thích con trai hay con gái, anh thì con nào cũng được hết á. Dạ, con nào cũng được, miễn là con của nhau là được. Dạ. Với lại là em thích con gái đầu lòng hơn. Ok, cũng được. Được rồi, trở về vị trí. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm. Tay. Thích thì bấm ngay, không cần phải chờ đợi. Nếu mà chúng ta cảm giác đây là của nhau, bấm luôn. Không cần phải đếm. Không cần đếm luôn. Đúng rồi, còn nếu như chúng ta... Yeah, không phải cũng nói nữa.
ôm chặt liền. Ôm chặt coi cảm giác thế nào. Lần đầu tiên đó, ôm hai tay, phải khoác vai, ôm hai tay vậy nè. Bây giờ nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện nè. Dạ. Đó. Ôm lại nè, ôm lại liền. Ôm chặt vô, bắt đầu ôm. Bắt đầu hít, hít, hít mạnh lên. Thôi, tội nghiệp nữa, em chưa yêu lần nào. Nụ hôn đầu tiên thấy sao em trai? Dạ, rất là ngọt ngào. Hãy yêu nhau cả cuộc đời nha. Dạ, hãy hỗ trợ cho bạn trai em nha. Dạ. Rồi bây giờ thế này, đứng xích lên em xíu. Bây giờ xin phép gia đình đi ha. Cho em xin phép được chào gia đình bên bạn nữ và sếp. Em xin hứa là sẽ bảo vệ, lo lắng cho bạn nữ suốt đời. Dạ. Em dạ. Nói gì với mẹ? Dạ, con chào cô, em chào sếp, em chào mọi người. Thì hồi gặp nhau hôm nay là cái duyên, còn cho nhau cơ hội là cái nợ. Thì hy vọng là tụi con sẽ cố gắng gìn giữ những cái điều tốt đẹp nhất dành cho nhau. Thì nếu như đi được một chặng đường dài thì đó là một điều tốt. Cảm ơn ạ. Hay lắm. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tinh thần thép, tình yêu thép nha. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn ạ.